11 giờ đến nơi không cho em về. Vừa quay xong được về đúng không? Chưa, sáng mai nữa. Sáng mai nữa? Em ở đây sáng mai. Đúng. Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và bây giờ thì là 11 giờ ngày 1 tháng 9, cũng là cái khoảng thời gian mà NVIDIA chuẩn bị cho ra mắt cái series RTX 3000 của họ. Và link của cái livestream thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả. Tuy nhiên thì anh em hãy khoan bấm vào vội và hãy xem hết video này, vì để mà công bố thực sự thì cũng phải đến 15 đến 20 phút nữa thì chúng ta mới có thể xem và biết về cái phần công bố. Và video này thì sẽ là tổng hợp tất cả những thông tin chính xác và nhắc lại nó là chính xác nhất về series RTX 3000 của NVIDIA cũng như là ba đại gia còn lại của cái mảng sân chơi này, đó là MSI, Gigabyte và Asus. Và trước khi đi vào clip thì mình sẽ có hai lưu ý nho nhỏ cho anh em. Thì cái thứ nhất là clip này sẽ là clip thông tin chính xác nhất chứ không phải là tin đồn nữa như mình đã nói. Tuy nhiên thì nó chỉ là những thông tin về thông số kỹ thuật cũng như là thiết kế mà thôi. Còn về những cái như là giá thành, hiệu năng và những cái chi tiết hơn thì hẹn anh em vào một video 8:30 sáng mai, và mình sẽ làm riêng một video về những cái vấn đề này. Ngoài ra thì thứ hai là Hà Nội Computer đang giveaway một bộ PC 20 triệu ở trên fanpage, và anh em hãy truy cập vào fanpage để có thể theo dõi cũng như là biết thêm về thể lệ tham gia cái giveaway này. Đầu tiên là thông số kỹ thuật chính xác của RTX 3000. Chúng ta sẽ có 3 phiên bản, bao gồm là RTX 3070 8GB, RTX 3080 10GB và RTX 3090 24GB. Về RTX 3070 thì nó vẫn đang nằm trong bí ẩn, cho nên là mình sẽ tạm không nói về con này. Còn RTX 3080 và 3090 thì có lượng CUDA được đẩy lên cao hơn khá nhiều so với thế hệ cũ. Đặc biệt là 3080 thì nó ngang với cả là 2080 Ti luôn. Ngoài ra thì bộ nhớ cũng được đẩy lên là GDDR6X ở 3080 và 3090 với băng thông lần lượt là 320 và 384 bit. Và khác với các tin đồn về đầu cấp nguồn 12 pin thì có lẽ là các nhà sản xuất nguồn vẫn chưa thể bắt kịp được cái dạng cổng mới này, nên là các hãng vẫn sẽ sử dụng những cổng cấp nguồn truyền thống. Nhưng mà cái lượng điện năng tiêu thụ đã được đẩy lên đáng kể khi mà 3080 và 3090 nó yêu cầu đến tận 3 cổng cấp nguồn 8 pin, tức là chúng nó sẽ ăn tối thiểu là 450W điện. Thực sự đây là một con số quá khủng khiếp so với một con cạc đồ họa. Như vậy là chúng ta đã có những cái thông số chính xác nhưng mà nó chưa đầy đủ của các mẫu RTX series 3000 mới. Và trên tay mình là những thông tin cũng như là hình ảnh chính xác nhất của RTX 3080 và 3090 đến từ Gigabyte và Asus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Gigabyte. Hiện tại thì mình chỉ có duy nhất một trailer như các bạn đang xem của chiếc 3090 Aorus. Thì Gigabyte sẽ cho ra mắt 3 phiên bản cho mỗi mẫu RTX 3000, bao gồm là Gaming OC, Eagle và Aorus. Chắc chắn là phiên bản Gaming OC và Eagle sẽ ra trước. Còn Aorus như trong video này thì có lẽ là sẽ ra sau, bởi vì GPU của dòng Aorus luôn được tuyển chọn để bổ sung cao nhất có thể. Về thiết kế thì nhìn chung mình thấy năm nay nó đẹp theo cái kiểu sang trọng hơn chứ không phải là cải lương như những năm ngoái. Gigabyte cũng bỏ luôn đèn LED RGB trên quạt rồi, vì thực sự những cái trải nghiệm của mình nó khá là nhức mắt chứ không đẹp. Quạt vẫn sẽ là 3 chiếc chồng lên nhau và quay ngược chiều để tránh loạn gió. Nhưng mà điểm mình thấy ấn tượng nhất là màn hình LCD được tích hợp trên tản nhiệt, có thể hiển thị các thông số như là phần trăm loát hay là nhiệt độ. Và không biết là Gigabyte có cho chúng ta custom hình để vào như là trên tản nhiệt hay là không. Và nếu có thì đây sẽ là điểm 10 cho binh đoàn đầu chim. Và cuối cùng là tới ông lớn Asus. Hơi buồn là mình chưa nhận được ảnh chính thức từ phía hãng, nhưng ít nhất thì những hình ảnh rò rỉ về RTX 3000 Strix ở trên mạng mấy hôm nay là hoàn toàn chính xác. Năm nay Asus vẫn như thường lệ, 3070 sẽ có Duo và Strix, còn 3080 và 3090 là T-Web và Strix. Mình sẽ đi sâu về chiếc Strix hơn bởi vì nó là phiên bản tốt nhất và hình ảnh cũng rõ ràng nhất ở hiện tại. Thiết kế theo mình thì nó sẽ là sự đổi mới và có hơi hướng của dòng GTX 980 Poseidon, nhưng mà nó đã được tút tát lại để hầm hố hơn. Nhưng mà với việc sử dụng quá nhiều tông màu bạc nên mình lo sợ cái khả năng phối màu của dòng Strix này sẽ không còn tốt bằng những thế hệ trước. Asus cũng nâng cấp quạt, bao gồm là quạt sữa từ 11 đến 13 cánh và được đảo chiều để tránh loạn gió. Nhìn chung thì những cái cải tiến về hiệu suất lúc nào cũng tốt, nhưng mà về cái hình thức của nó thì chúng ta còn phải chờ là các bạn đánh giá như thế nào khi mà đang xem video này nữa. Như vậy là chúng ta đã biết về thiết kế sơ bộ của những chiếc RTX series 3000 được đến từ MSI, Asus và Gigabyte, và một chút về thông số của nó. Còn ngoài ra về cái vấn đề hiệu năng cũng như là giá bán thì hẹn gặp lại anh em ở video 9 giờ sáng ngày mai. Thì hãy bấm vào subscribe và hình cái chuông nhỏ nhỏ bên dưới để có thể theo dõi cũng như là không bỏ lỡ cái video đấy. Và có một vấn đề nữa là Hà Nội Computer vào ngày 4 tháng 9 sắp tới thì sẽ giveaway một bộ PC cực khủng lên đến 20 triệu đồng. Và anh em hãy truy cập vào fanpage của Hà Nội Computer để có thể theo dõi cũng như là biết thêm về tỷ lệ tham gia. Và bây giờ cũng hết video rồi, hẹn gặp lại anh em ở 9 giờ sáng ngày mai.